Hôm qua có mấy vị ở Đắk Nông gặp những đức hỏi Thầy ở con nhà con niệm Phật mà vọng tưởng nhiều quá Vậy con phải làm sao những đức nó tiếp tục mà niệm Phật Ví dụ như mình cái lúa Cái lúa là ai với Đạo Phật đi Lúa là ai với Đạo Phật đi quý vị Thì mình lo mình chăng thật mà mình cái lúa còn người bên kia nhổ cỏ Thì cái việc nhổ cỏ của người ta Chứ mình đừng có đăng cái lúa bên đây Mà mình chạy qua bên kia mình đi nhổ cỏ Nên chư tổ sư nói Dù quý vị còn vọng tưởng nhiều Ai mà không vọng tưởng Thí dụ như mình đang niệm ai với Đà Phật Mình nghĩ một chút đang làm cái gì Một chút đi ăn cơm Và một chút cho con Cái gì cái gì Rồi bữa nay mình làm ra tiền sao sao có nghĩa là đang niệm Phật mà như vậy gọi là những cái thứ khác là vọng tưởng đi. Thì quý vị cứ chú tâm câu Phật hiệu. Mình cứ miệng niệm tai nghe Mình cứ chân thật mình niệm Phật thôi Còn những cái thứ đó nó có khởi lên bao nhiêu Mặc kệ Quý vị cứ làm chân thật như vậy Nên hôm qua những vị cư sĩ ở Đắk Nông Lên đây cộng tu gặp những đức hỏi như vậy Như đức nói Cứ lo niệm Phật Kiên nhẫn lâu dài Từ từ những cái đó tự nhiên nhẹ đi Phải nhớ còn nhà con không có Bằng thờ thờ Phật Gia đình chưa chấp nhận Nên con mỗi ngày dụng công niệm Phật trong gia đình chưa có thờ Phật được thành Đức nó được Trước bàn thờ Tam Bảo Cũng niệm ai với Đà Phật Mà trước bằng thờ Củ Quyền Cũng niệm ai với Đà Phật Rồi dù mình có thắp nhang cho thổ địa thằng Hoàng Hay bất cứ một tôn giáo nào Chúng ta là người chuyên niệm Phật thì trước bằng thờ nào chúng ta cũng chắp tay a di đà phật hoặc là nam mô a di đà phật đúng một danh hiệu như vậy nhớ yeah. chứ không phải là mình niệm a với đà phật mình đến bằng thờ của quyền rồi mình mình lại giái cụ quyền tên người này tên người kia mình niệm những danh hiệu nó không phải mà mình cứ giữ một câu phật hiệu mình cứ niệm luôn trước bàn thờ bất cứ bàn thờ nào mình cũng niệm ai với đà phật trước mộ phần thấp nhang ông bà gì cũng niệm ai với đà phật cứ niệm ai với đà phật đi là lợi cái tù thắng đây là lời ăn tổ vậy đó phải nhớ dù bất cứ ở nơi nào trong đồng hay bất cứ nơi nào dù là không có bằng thờ Phật gì Vì chỉ cần niệm ai với Đà Phật Là có cảm ứng, có lợi ích Lợi ích cho mình, lợi ích cho tất cả mọi loài Phải nhớ Rồi cô hỏi rằng Khi mà con niệm Phật Con tụng kinh Có bữa ông chồng ổng đi nhậu gì Con thấy con sợ quá Con không tụng kinh niệm Phật Nhưng Đức nói cứ tụng kinh niệm Phật cái đầu cổ hỏi lỡ ông đánh con rồi sao thầy đây mới gây dựng được tính nguyện Lúc mình tụng kinh niệm Phật Mình đừng có suy nghĩ ông đánh mình Hoặc mình đừng có suy nghĩ những cái việc là Ông đá mình, đừng có suy nghĩ như vậy Mà mình cứ lo tụng kinh niệm Phật thôi Còn nếu là ông đánh mình Thử cái tâm mình coi Cái tính nguyện niệm Phật mình sao Bây giờ mình niệm Phật mà mình sợ ông đánh mình Vậy là mình thua Quý vị cứ chân thật niệm Phật tha thiết với Phật đi Tự nhiên đánh không có được Tự nhiên con người nhìn như vậy đánh không có được còn mình đang niệm mà giáo giác nhìn cái cặp mắt liếc 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 nhìn cái ổng có ổng có giơ tay ông tán không đang né vậy thua ổng tán thiệt á hiểu không tán mình á. đó nên từ nơi đó cứ tiếp tục cái dụng công niệm phật niệm phật giết tự nhiên cái ổng nhậu gì ổng có quậy dù nó có quậy cỡ nào bị cứ chân thật nhớ phật niệm phật đi đừng có buồn giận gì ổng ổng có quậy bọ ổng có ói mửa gì thì dọn dẹp chân thật đi làm chân thật đi rồi sẽ chuyện chắc chắn luôn giống như cái cô hôm qua có nói không câu mà ông chồng đi có vợ bé Cô khi nghe những đứa nói chuyện Mỗi ngày cô đưa lên số lượng Một ngày bấm 20 ngàn câu Bấm số Đúng là hay thiệt 20 ngàn câu của bấm Chân thật làm Suốt mấy tháng luôn Tự nhiên Chuyện ông chồng Và cô không còn đau khổ nữa Vì thấy hay chứ Bởi vì cái pháp môn tịnh độ này Nó cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này mà Tất cả Những cái khổ đau đều được cứu Chỉ cần có lòng tin Kiên cố Rồi mấy cô này cô hỏi tiếp tục Thầy ơi con đi đến chùa Mà con gặp thấy mấy thầy Cả thầy chủ trì mà hút thuốc Uống bia nữa thầy, bia chai Uống bia Con thấy như vậy Bây giờ chúng con phải làm sao Thấy không Nên cái việc quy y là nguy hiểm ngay chỗ này nè Chúng ta quy y dù là một Vị tăng phàm tăng Hư hỏng Chúng ta quy y với vị tăng này Ông tăng này được xuất gia trong tam bảo Ông hiện hình tướng xuất gia Chúng ta nhìn ông tăng này Chúng ta cứ nghĩ ông là hình tướng của phật đi mà ông chưa có thành phật nên ông còn cái hành động sai lầm mặt trái mặt phải biết đâu ông thì hiện mặt trái biết không hút thuốc uống rượu uống bia hư hỏng ông quy y cho mình mình không có gì cái chỗ đó mà mình đi mất tính tâm với phật pháp hiểu không mà mình cứ kiên nhẫn mình lo mình tu mình niệm phật lâu lâu mình đến chùa mình lễ phật cúng dường đi gì không có gần gũi thân cận Như sao vì mình chưa đủ bản lãnh Chúng ta gần mực thì đen mà Nên chúng ta không gần gũi thân cận Mà chúng ta không phỉ bán luôn Chúng ta cảm ơn thầy đã quy y Chứng minh Có nghĩa là chứng minh để quy y cho mình thôi Có nghĩa là hình tướng của thầy Là người cạo đầu xuất gia Đại diện trong tăng đoàn Để mà quy y cho mình Quy y với Phật Pháp tăng Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Pháp là cái sự chân chánh giáo pháp Tăng là tăng đoàn thanh tịnh Còn người xuất gia này không thanh tịnh là chuyện của Người xuất gia này Ông gieo nhân gì, ông chịu quả báo nấy Nên hàng Phật tử khỏi cần suy nghĩ chỗ đó Có nghĩa là mình đi đến nơi nào có giáo dục Thì mình đến đó để mình học tập Còn mình đi đến nơi nào mà nơi đó không có giáo dục gì Mà bậy bạ Thì chúng ta có vùng pháp tu ở nhà lo tu Cứ chân thật ở nhà lo tu Làm đúng trách nhiệm của mình với gia đình mình Vì quý vị là người học Phật dân chánh Chứ không phải là mình thấy người xuất gia vậy rồi mình mất tính tâm với Phật Pháp Mình bỏ tu tầm bậy Không phải đâu Vì phải nhớ là Trong bất cứ một vị trí nào Thí dụ như trong quan trường Thì cũng có những người làm quan thanh liêm Cũng có những người làm quan tham ô Không phải gì như vậy mà chúng ta xem thường Tất cả những người làm quan Còn Ở nhà nho Thì có những vị tú tài cũng rất là tốt Có những vị tú tài cũng không được tốt không phải vì một số vị tú tài không tốt Mà chúng ta lại phê phán khổng tử Không phải Thì trong Phật môn cũng vậy Cũng có những người chân chánh tu hành nên Phật Pháp mới truyền tới ngày hôm nay Gần 3.000 năm Thì trong cái số lượng chân chánh Cũng có những người tu không chân chánh Trong thời Đức Phật mà còn có lục quần tỳ kheo mà Thể hiện để sau này cho chúng ta nhận thức rằng Trong Phật môn cũng có những người chân chánh Cũng có những người hư hỏng mặc phải mặt trái đều có Chúng ta đừng bao giờ nhìn một số góc độ hư hỏng Mà chúng ta lại đánh giá vọt pháp Vậy thì cái góc độ mình kém quá Hàng Phật tử khắp nơi phải nhớ đó Mình cứ lo dụng công tu hành Làm tròn trách nhiệm mình với gia đình Đúng rồi Nên Ấn Tổ Ngài đến 59 tuổi rồi mà Ngài chưa chịu quy Ngài khuyên đến gặp đế nhàn Pháp Sư Để quy y đi Và đến năm văn quốc thứ 8 cư sĩ châu mạnh do đem quyết thuộc lên núi ba bốn phen đảnh lễ cầu khẳng có nghĩa là đến mà ba bốn phen mà nhiệt tình cầu khẳng ăn tổ đó nghe xin thâu làm đệ tử tại gia cầu khẳng được quy y làm cư sĩ tại gia còn mình bây giờ thì mình muốn thu gom tín đồ cho đông làm chi vậy để tự mới đến chùa là muốn cạo đầu Muốn đắp y liền đến chi ạ à? Chắc là mình dùng cái cách này để Để mình buộc người ta lại Để mình sử dụng người ta hay sao quý vị Đây là chúng ta nói lên một lời rất thật Để mọi người chúng ta để nghe Để kiểm lại tâm mình đi Mình chưa biết người ta làm sao chứ Mình cạo đầu người ta sớm quá thời gian người ta để tóc lại Vừa đến chùa cái là muốn cạo đầu người ta Để đắp y cho người ta liền Tắt cái y liền cho người ta Để cho người ta cảm kích mình Biết ơn mình để mình mình chỉ đạo người ta Làm cái này cái kia thoải mái hay sao quý vị Vậy thì không đúng đâu quý vị ơi Không đúng đâu thật sự mà nói Đó Dù đây là mình nói phương tiện phương tiện Nhưng mà trong Phật môn mình làm gì giết là Phật Pháp tiêu luôn Không phải hưng thịnh Phật Pháp Mà là diệt Pháp á Phải nhớ đó Nên nó phải nhận thức được Những cái tấm gương của án tổ Và quý vị nghe những văn tự này tiếp tục quý vị sẽ nghe rằng là cuộc đời người ta như vậy mà đệ tử người ta đông mà có những người thành tựu nhiều lắm quý vị nghe tiếp tục nè nó những hàng cư sĩ này nhiệt liệt ba bốn khoen nha, cầu khẳng ăn tột để được làm đệ tử tại gia đại sư quán xét cơ duyên lý khó khước từ bất đắc dĩ phải chấp thuận quán xét cơ duyên là thấy nhân viên những người này quá thành khẳng nhiệt tình nên ngài khó khước từ chấp nhận quy y những vị này tính đến năm ấy ngài được 59 tuổi mới thâu đệ tử quy y lần đầu thì nghe chưa 59 tuổi mới thâu đệ tử quy y lần đầu mà tự người ta đến cầu khẳng nhiều lần Y thấy không nên vì sao thành thủ các ngài lớn như vậy Có những người đệ tử thành tổ Còn chúng ta bây giờ là rất muốn có tín đồ đông Có hàng đệ tử quy cho nhiều Đệ tử quy của mình mà đi đến nơi khác là mình trách Mình buồn, mình bực bội Hoặc là đệ tử thì thường điện thoại để mà Chim mòi giống như là giữ cái cái mòi này Sợ nó vụt coi khỏi tay mình Thua rồi Thua rồi bị vị ấy Tu vậy là thua Dù tu bao nhiêu chục năm cũng không phải là người tin Phật đâu không tin phật đâu nên chỉ là làm những cái việc bình thường chứ làm sao đem giáo pháp của phật mà chia sẻ được không quý vị giáo pháp của phật quý vị phải hành trì nó mới có cái cảm giác được phải hành trì nó mới có cảm giác nó mới đi vào trong cái lời dạy của phật được nó mới có cảm giác với phật pháp con người khi có hành trì trong phật pháp thì quý vị không có sợ mắc danh lợi không có sợ đâu thật sự đối với cuộc đời này danh lợi nếu chúng ta chấp buộc vào là khổ đau còn nếu như chúng ta có danh lợi mà chúng ta lấy đó để vì chúng sanh Thì nó cũng lợi ích Phải nhớ đó Nên đó, những điều này là lờ ăn tổ Để là tấm gương của Ngài Để mà nhắc nhở chúng ta đó. Tới 59 tuổi Mới thâu đệ tử quy lần đầu Từ đó Hàng thiện nam tính Kẻ viết thư Cầu làm đệ tử Người lên non xin được quy y Tất cả đều y giáo phụng hành Ăn chay niệm Phật Tại sao lúc đó mà có cái chuyện viết thơ Để xin quý ý vậy Vì cái thờ quán cổ Là thờ Còn chiến tranh loạn lạc Xe cộ phương tiện giao thông rất khó khăn Nên Ngài dùng cái phương tiện Là viết thơ phúc đáp Sau này mới có những lá thơ tịnh đổ văn sao này kia Là những lá thơ đó Những lá thơ của Ngài Sau này những vị cư sĩ đã gặp được Nên xin những lá thơ đó Về mà biên chép lại làm sách vậy mà sau này lưu truyền khắp nơi nơi đó quý vị những lá thơ mà của ngài mà người ta hỏi ngài đáp đó. rồi có những người muốn quy y mà phương tiện giao thông khó không đến được thì viết thơ thì ngài đặt pháp danh vậy đó mà người ta lo tu hành mỗi lần gỡ đi là gỡ càng quyển sách thời đó là dùng sách nhiều đâu có máy nghe pháp như bây giờ nên ngài dùng sách Vậy đó mà còn nhiều người người ta tu hành Thành tựu đệ tử của Ngài Người ta kính trọng vô cùng Là do Ngài tu hành Ngài không có chạy theo danh lợi Ngài không có chạy theo hình thức thế gian Ngài không phải là ông Tăng mà gọi là Mỗi ngày cầu danh cầu lợi mà Ngài chân thật tu Nên những người kính trọng đức Mến đức của Ngài quý ý với Ngài Tới 59 tuổi nhớ nghe quý vị Đừng nên gấp gáp Đừng nên gấp gáp Thật sự bây giờ thì cũng nhiều người quy y lắm Chúng ta chỉ cần có pháp tu khuyên người thôi Muốn quy y ai cũng được Muốn cúng dường cái đem tiền cúng dường ở đâu cũng được Đem đến đây nhiều phiền phức nhiều Những đức nói Trong chúng chùa những đức nói Từ đây tới 4 năm nữa Nếu như mà Xu sẻ đặc biệt chúng sanh đủ phước Từ đây tới 4 năm nữa Lễ lọc ngày chủ nhật cộng tu rồi những đức làm Tới cùng luôn là những đức đi xuống đây được 10 năm 10 năm chương trình này chương trình kia Thì 10 năm quý vị cũng lót được nền móng hết rồi Lúc đó nhất định Cái nơi tổ đình hộ pháp này Nếu thật sự là một nơi thánh địa đủ duyên Nơi này hoàn toàn khép kín Tại vì sao? Vì những con người ở đây này quý vị Họ là những con người Mà có cái tâm muốn tu Thì khép kín họ lại Thí dụ như có mấy đầu chàng niệm Phật Thì muốn chương trình gì thì chỗ khác Còn nơi đây khép kín lại Để cho những con người ở đây họ dụng công tu Chắc thật phải có con người giảng sanh đặc biệt Như vậy đó Nó hàng Phật tử khắp nơi mà nghe vậy vì mừng lắm Phải nhớ nè Con diều bay cao thì Nếu nó biết đáp xuống thì đặc biệt Còn nếu để người ta chặt dây mới gớt xuống Thì đau đớn lắm mấy vị Phải nhớ Nên danh lợi thế gian này đừng nên chạy theo nên tiền bạc vật chất nhiều khó tu hành lắm có cơm ăn áo bận cuộc sống tu hành là được còn hàng cư sĩ mà quý vị mà chỉ cần có cuộc sống ổn định gia đình có cơm ăn áo bận đừng có suy nghĩ tiền cổ nhiều để, để cho con cái nếu quý vị biết dạy con bị phước báo nhân viên tin nhân quả có đạo đức thì con quý vị tự lập được sự nghiệp mà sự nghiệp còn lâu dài còn như nếu như quý vị cứ bận tâm vọng tưởng lo âu phải làm giàu để tiền bạc lại cho con tất cả những cái này là vọng tưởng hết vọng tưởng con quý vị không dạy đạo đức cho nó Cuối cùng mới vị vọng tưởng kiếm tiền Kiếm tiền loạn tâm tạo nghiệp Cuối cùng con hư hỏng Tiền bạc có nhiều để lại cho con cũng vô dụng Đây là cái lưu bể mà Chế nước vô có nhiều cũng là không giữ được nước quý vị à. Tin không tin thì thôi Những người làm cha làm mẹ gặp rồi thì có kinh nghiệm Chưa gặp thì sau này quý vị sẽ nhớ lời của những đức nói Nếu gặp phải thì cũng đừng khổ Thôi nghĩ mình trả nợ đi Nên thành tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc nhé không mình Nhớ đấy. Đọc lời của cổ tổ Thấm thiết Tuy mình là phàm phu nhưng mà Đọc lời của tổ tại mình có tâm muốn tu Nên mình đọc lời tổ mình thích Tấm gương này đặc biệt Nên cả đời của những đức thôi khỏi Ai muốn quy y ai quy y đi Còn cùng niệm Phật thì chúng ta cùng niệm Phật Còn tiền bạc muốn cúng dường thì cúng dường đâu cúng Còn ở đây chỉ cần Phật Bồ Tát gia hộ Có cơm ăn áo bặn là được Nó không có vật chất nhiều khỏi ai tìm kiếm mình Phiền phức để mình lo tu hành Đời này giảng sanh là quan trọng nhất quý vị Phải nhớ Hàng thiện tính kẻ viết thư cầu làm đệ tử Người lên non xin được quý y Tất cả đều y giáo phụng hành Ăn chay niệm Phật Thấy không? Ngày dạy người ta ăn chay niệm Phật đó Trong một đời giáo hóa đệ tử tại gia của đại sư Từ hàng quyền quý giàu sang Danh nhân học sĩ đến kẻ thôn giả thường dân Số lên đến gần 300.000 người Có nhiều vị niệm Phật tu hành được sanh về cực lạc rất nhiều không? từ nơi đó thì nghe rồi đó tới 59 tuổi mới quy y nhưng mà từ hàng đệ tử tại gia quy y những người quyền quý giàu sang cho đến những bậc học sĩ rồi những vị vị có danh tiếng rồi này kia được khoảng hơn 300.000 người quá nhiều hả quý vị mà nhiều vị tu hành Niệm Phật giảng sanh cực lạc đông lắm Sức giáo hóa của tổ lớn đến mức gì đó Nghe thấy đặc biệt không Nên có những người tu hành nghĩ rằng phải quy y Không ngờ mình chăng thật niệm Phật đó quy y rồi Sai lầm quay đầu sửa lỗi là quy y còn gì Chúng ta không bị Danh lợi Tình cảm buộc ràng là quý ý rồi là quay về nương tựa Phật pháp tăng à. Phật là giác pháp là chánh tăng là tịnh nó không ô nhiễm gọi là giác chánh tịnh giác là hiểu biết chánh là đi con đường sáng suốt tịnh là cái cảnh viên ở thế gian này không buộc ràng được chúng ta được không dính mắt không được không buồn phiền chúng ta phần nhiều bị cái việc là làm được thì vui không làm được thì buồn ô nhiễm rồi phần nhiều chúng ta bị như vậy nên chúng ta phải nhắc nhở mình Học Phật quy y với Phật là quy y giác chánh tình Chứ không phải nói rằng Bây giờ tôi quy với một vị thầy này Thầy này thầy tôi Lỡ ông thầy này cái gì rồi chúng ta đi theo Con đường sai lầm hả à? Thầy chứ là người đại diện trong tăng đoàn quy y cho mình Để mà Mình làm đệ tử bậc đại giác ngộ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Ngài là giáo chủ Nên chúng ta mới niệm Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni chỉ chúng ta quy y Phật A Di Đà vì chúng ta niệm ai với Đà Phật là đúng Pháp rồi đó, Nên nhiều người bây giờ là chúng ta Cái việc quy sai lầm Không hiểu biết Mà cả nhiều vị thầy vẫn là Muốn thu gom tín đồ Vẫn là không hiểu biết luôn Giống như kẻ mù dẫn nguyên một cái nhóm người Đi xuống hố vậy ừ. Chúng ta phải chỉ họ quy bổn sư thích ca ni Là quy Cái giáo pháp chân chánh Cầu giải thoát Chứ có những người người ta quy nhiều năm rồi mà nó hơn thua tranh đấu vì văn tự Phật Pháp không à. Đi đến chùa người ta cúng dường á, 10 triệu tôi cúng dường 11 triệu. Người ta cúng dường 20 triệu tôi cúng dường 22 triệu. Có khi những vị mà nói là hộ Pháp mà mà hơn thua tranh giành vậy đó. Bà này găng được vị chủ trì rồi thấy ghét ghê luôn. Để tôi tìm cách tôi phải găng vị chú trì Để đá bà này qua một bên Rồi đi đến chùa Được Cúng dường tam bảo Rồi làm ông làm bà trong tam bảo Toàn bộ là mê hoặc điên đảo Sai lầm Đây gọi là hộ trì tam bảo đi đọa địa ngục Chứ không phải là hiểu biết hộ trì tam bảo Như tu đặt đa Cấp cô độc Hộ trì tam bảo gì coi Khi hộ trì tam bảo rồi chăng thật mà phục vụ Tam bảo ít bao giờ đến thăng cận với Phật chỉ chân thật nghe Phật và học Phật Chứ không dám gần gũi Phật Sợ người ta dị nghị rằng Cấp cô độc cúng dường cho Phật Nhiều như vậy Bây giờ được gần gũi Phật nhiều Quý vậy thấy người chân chánh tu hành chứ Người ta học được giáo Pháp rồi người ta chân thật hộ gì Chứ đâu phải là kè kè đi theo Hoặc là ta đây là đệ tử Người đó người đó nổi tiếng như vậy Đó là cái danh cái lợi Không hiểu biết Tu hành là để hướng về giác chánh tịnh Chứ không phải là mê hoặc điên đảo như vậy đó quý vị à. Phải nhớ đó. Nên ấn tổ ngày quy cho người Có khi người còn chưa biết mặt ngài Viết thư ngày đặt pháp danh Rồi ngày dạy ăn chay niệm Phật chăng thật mà làm có lợi ích liền Nên khóc nơi nơi người xa Nghe được chiếc máy nghe pháp Quý vị không biết mặt những đức khỏi cần đến đây Quý vị cái chăng thật mà niệm phật Còn người nào đi đến đây được là chúng ta cùng tu thôi Có gặp không gặp không sao Cùng niệm phật cầu sanh cực lạc Gặp ở thế giới cực lạc là tuyệt vời nhất rồi. Đó, Phải nhớ đó tu hành Danh lợi nó không có nặng nề vậy thì mình tu nó mới an lạc được Cái việc thế gian này có lo hoài lo cũng không xong Mà không phải là bê tha Đủ duyên thì chẳng thật làm Nhưng đừng bao giờ cái nguyện nặng vào chỗ đó Mà cái nguyện với cầu sanh cực lạc Còn cái việc kia là đủ duyên thì làm Còn nếu như cái nguyện là cái chỗ đó Lỡ mình làm giữa chừng mình chết bất tử Rồi mình sao đấy Không lẽ tiếp tục mình tái sanh lại Hay là mình đỏ lạc ở trong lục đạo lớn hồi Khổ quá Nên phải giữ cái nguyện cầu sanh cực lạc cho chắc chắn Còn tất cả những cái việc khác làm Là trợ duyên Còn cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc là chánh hạnh Vậy mới đúng đó Nhiều người bây giờ trợ chánh không rõ ràng Lấy chánh làm trợ lấy trợ làm chánh Tuy niệm Phật Mà không chịu lấy chánh hạnh niệm Phật Để cầu sanh cực lạc Mà lấy trợ duyên làm những việc này việc kia Để lao theo mỗi ngày Mà không lo niệm Phật gì là thua rồi nên tổ nói rằng là chánh chợ không rõ ràng Mình phải lấy chánh hạnh niệm Phật làm chính Dù thân này có bị cái gì Cũng quyết tâm niệm Phật Đó gọi là tính nguyện niệm Phật Cầu sanh cực lạc đúng rồi Đủ duyên ở nơi nào chân thật ở nơi đó nhiệt tình Đúng rồi Mình tu vậy là đúng rồi quý vị Còn bây giờ mà mình mỗi ngày Mà lao theo chăn cảnh Dính ai là dính chắc luôn Tu hành mà Ờ cái ơn như vậy bây giờ Không có được đâu này kia đâu Bây giờ mình phải tu được nè quý vị, mình phải tu được. mình phải tu được mới được. Mà pháp môn tịnh độ là người ta dạy mình niệm Phật, mình cứ chân thật mình niệm Phật thôi. Mình đủ duyên ở nơi nào mình chân thật mình niệm Phật thôi quý vị. Mình phải có trí tuệ mình nhận thức được cái người đó người ta hết cách này tới cách kia đủ chuyện hết là do tâm người đó nó loạn thì chịu thôi. Còn mình bây giờ mình giữ cái pháp mình phải suy nghĩ mình phải nhìn cũng như những đức học tập những đức nhìn một vị thầy này ngày xưa thờ ông tu được thì ông giảng về tịnh độ hừng hực vậy đó là những đức nhìn cái lúc đó ông tu được nắm lúc đó liền sau này ông tu không được nữa thì ông dùng nhiều phương pháp những đứa không nhìn lúc này giống như có một câu chuyện người cha lúc còn sống tỉnh táo cha viết lại một di chúc là khi cha chết đi cha còn một người vợ trẻ mong các con có thể an bề cho người vợ trẻ này được tốt đẹp sau này khi ông gần chết thì ông nói di chúc khác lại ông nói khi cha chết đi Thì các con nên giết người vợ trẻ này chôn cùng với cha Khi ông chết đi Thì người con thứ hai An bề Cho người vợ trẻ đó được tốt đẹp Còn đứa con út Thì nói tại sao anh không làm tròn duy nguyện Của cha Thì người anh nói rằng Chúng ta nên nghe lời cha lúc cha còn thỉnh Đừng nghe lời cha lúc cha mới hoặc Hiểu không? Phải nhớ đó nên từ nó đó cái học tập ấy, là mình phải nhìn nhận con người Nó từng công đoạn công đoạn Nhìn được cái lúc mà khi còn tu được lời nói nó mạnh dạng như những đức bây giờ Cũng đang tu được nó mạnh dạng Nếu sau này những đức bỏ tu bê tha Chỉ tùm lum phương pháp thì bị biết những đức đang đi xuống Thì nhìn là nhìn cái lúc mà đang tu được nè Để hành trì Vậy thì quý vị tu nhất định là có kết quả Người tu chúng ta bây giờ phần nhiều ưa bị cái bệnh là gấp gáp Gấp gáp đều thất bại hết chắc chắn nên đại lão hòa à, thượng tình không giảng thiết nêu lên bên nhật có một ngọn núi những người tu trên núi đó thời gian ít gì cũng là 15 năm còn có những người bốn năm chục năm định cư một chỗ thì nó mới có kết quả được nên phương pháp niệm phật những đức đã dụng 10 năm thấy rõ ràng một đại pháp thù thắng tu hành không khó Càng tu càng hiểu ra Vô cùng là dễ tu Và tâm đại từ đại bi Cứu khổ, cứu nạn của Đức Phật A Di Đà Là đang hướng Những chúng sanh khổ đau như chúng ta nè Những người khổ đau cung cực quay đầu niệm Phật Nhớ, những người khổ đau cung cực quay đầu niệm Phật Nên có một đoạn những đức đọc lời chư Tổ Chư Tổ nói rằng một người khổ đau cung cực ác cung cực quay đầu niệm Phật Niệm câu Phật hiệu chấn động tam thiên đại thiên thế giới Vì sao chư Tổ Sư nói ở câu này Vì chư Phật Đại Từ Đại Bi Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Tổ Sư Đại Từ Đại Bi Một con người này làm ác như vậy Tương lai họ đọa tam đồ ác đạo Họ quay đầu họ niệm một câu ai với Đạo Phật thì chư Phật mười phương Vô cùng là quan hỷ Người này quay đầu niệm Phật Người này có cơ hội giải thoát Nên chư Phật quan hỷ Chắc động tam thiên đại thiên thế giới Phải nhớ Còn một người này Chưa đến nỗi cực kỳ ác Mà người này mỗi ngày niệm Phật Thì thiện căn người này đặc biệt quá rồi Còn cái pháp môn tịnh độ này Hướng cho tất cả những chúng sanh Khổ đau đến mức cung cực Tạo ác đến mức cung cực Và những chúng sanh sắp sửa đọa Trong địa ngục A Tỳ Đây là lời ấn tổ nói đó nghe Lời là ấn tổ ngài nói đó Mà những chúng sanh này nghe được tịnh độ quấy đầu Niệm Phật Cũng được cứu đồ Những chúng sanh như vậy còn được cứu đồ Không chi là những con người ăn chay Niệm Phật tu hành Mỗi ngày chỉ cần kiên trì niệm có Phật hiệu Làm gì không được giảng sanh Cái pháp môn tịnh độ này là đi vào cái chỗ là tính nguyện Mình phải có lòng tin mình niệm Phật Phật cứu độ Tại vì Ngài đã hứa phàm phu mình hứa một việc gì đến với một người nào đó Mà mình làm không được mình thấy Nó còn ngại ngùng hóng chi Là chúng ta Không tin Phật lơ Phật hứa mình không tin sao Phạm phu ở thế gian Nghe đạo những việc gì hứa mà chưa làm được là thấy ngại rồi Không chỉ là Đức Phật Nên lòng tin Phật nó phải kiên cố Lòng tin Phật nó phải kiên cố Những Đức mỗi ngày Những Đức nói như vậy Là những Đức đang động viên tinh thần mình Là cả đời mình Không bao giờ bị dao động tâm Với những pháp nào khác hết Ai muốn tu pháp gì tu Mình giữ cái phương pháp này kiên trì Cho đến cùng như vậy Cả đời không thay đổi có nghĩa là toàn tâm toàn ý tin vào Phật Tuy là con tin vào Phật có những gì con chưa làm được Nhưng con thật sự Con tin vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà Ngài dạy rằng Niệm ta ta cú Niệm là nhớ Nhớ Ngài Nguyện Ngài đến cứu độ Thì chắc chắn một ngày nào Ngài sẽ đến cứu độ Nên đoạn văn này khuyên mình là Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm nên nơ tâm mau được tương tục đó trì danh hiệu là hạnh dễ làm nên dùng hạnh này thì nơ tâm mau được tương tục là tâm mình từ từ sẽ nhớ phật tương tục và càng tu cái pháp này thấy cái lợi ích của cái pháp này quá thù thắng là hạng căn cơ nào mình cũng phiên được một đứa con nít mình cũng hỏi con có biết niệm phật hay không nhiều đứa nít đến chùa những đức Hỏi con biết niệm Phật không Thì những đức niệm một câu ai với Đạo Phật Cho cháu nghe Nhiều cháu nhỏ gì chùa mình đều biết niệm Phật hết Một cái pháp vô cùng thù thắng như vậy Người nào cũng có thể tu được cả Và dùng phương pháp trì danh niệm Phật Những đức hướng dẫn nhiều gia đình rằng Cả gia đình Người nào cũng nên niệm Phật Ông chồng này ăn nhậu, ông chồng này bê tha Ông chồng này ra ngoài đường Có vợ nhỏ này kia Vậy mà ông chồng này từ khi nghe Phật Pháp mà chịu niệm Phật đi Ông niệm từ từ là ông chuyển cái tâm liền Một trăm phần trăm Nhưng mà trong gia đình niệm làm sao mà có một cuốn sổ Phải có người tối đi ghi Và người nào niệm được nhiều là phải có những cái Cái điều gì đó mà mình khích lệ họ cho họ vui Họ hưng khởi cái tâm Giống như ở đây các chú khi đi ghi số cho các cụ Xong một tuần cộng lại và cụ nào nhiều nêu lên để cho các cụ khác vui để mà thương niệm có nghĩa là đây là một phương tiện để cho con người người ta thương niệm để thành nhớ Phật niệm Phật mà khi nhớ Phật niệm Phật rồi thì nó chuyển những cái sự khổ đau cuộc đời này rất nhanh tại vì nhớ Phật nhớ Phật thì nó chuyển cái khổ phải nhớ khi mình niệm câu Phật hiệu này lâu ngày nó thành một cái lực niệm Phật thì cái lực niệm Phật này tất cả những cái sự khổ đau của cuộc đời này nó đâu có tự tánh làm Phật mà câu Phật hiệu thì có tự tánh làm Phật nên mình thường chủ tâm vào câu vật hiệu này Mình niệm lâu ngày thành nhớ Phật niệm Phật Thì tất cả những cái khổ đau của khổ đời này Tức khắc câu vật hiệu này chuyển rất là mau Từ cái tâm nhớ Phật mà nó chuyển khổ đau Mà khổ đau cũng từ tâm Bây giờ chúng ta dùng cái tâm lực nhớ Phật nhiều vậy thì cái tâm này sẽ chuyển khổ đau thôi Thí dụ như người này sanh ra đời xấu xí Lé, hồ, súng răng Hoặc là người này lùng xỉn hoặc là người này sanh ra đời là một người con gái thiệt xấu xí Người này thường nặng nề trong nội tâm của mình Khổ đau vô cùng Vì mà người này gặp được pháp môn niệm Phật Mà người này chịu niệm Phật một phát rồi Niệm từ 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 Rồi cái tâm nó an lạc Nó nuôi một cái hạt giống an lạc giải thoát trong tâm Tự nhiên nhìn nhận lại cái thân này giả tạm Tức khắc cái niềm vui an lạc của tâm này Nó chuyển sự khổ đau Cái sự mặc cảm Cái sự mà thấy mình thiếu học Cái người mà thấy mình mặc cảm Nó chuyển hết những cái thứ đó Quang bên tức khắc cái tâm giác ngọt con vật hiệu nó đặc biệt như vậy Nên tổ sư mới nói là Phải dùng câu vật hiệu này thường niệm Thì tâm mau tương tục Nếu có thể niệm niệm tương tục mãi đến trọn đời Thờ 10 người niệm 10 người vãng sanh Trăm người niệm trăm người vãng sanh Đó Có nghĩa là cả đời dụng pháp môn niệm Phật này Không bao giờ thay đổi Quý vị coi mỗi ngày chúng ta học tập Đều là bổ túc cái tính nguyện Chúng ta nhấn mạnh ngay cái điểm lời tổ dạy Đại sư Ngẫu ít ngày nói người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Do có tính nguyện hay không Nên chúng ta bổ túc hoài cái tính nguyện Niệm Phật đã niệm rồi Bây giờ bổ túc cái tính nguyện để tâm kiên cố nè Phải học như vậy đó Còn bây giờ mà chúng ta Nếu mà nói dòng do nói nhiều Nói cách này cách kia cách nọ Nói từ từ Thì niệm Phật niệm mà nó không đi vào tính nguyện Niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà nó đi vào giống như niệm Phật Mà như là những cái pháp khác mình tu vậy đó nó trở thành từ từ Nó quy về cái chỗ như mình tự lực tu vậy quý vị Nào là muốn dụng công phu Nào là có công phu Nào là ít vọng tưởng Thôi, Cái pháp này là cái pháp đại thù thắng Dù là bạn chưa dẹp được vọng tưởng Bạn còn tâm tán loạn Chỉ cần bạn tính nguyện bạn niệm câu vật hiệu đến cùng Cỡ nào bạn cũng quyết tâm bạn niệm câu vật hiệu Bạn không bao giờ để ý Những cái vọng tưởng vu vơ Những cái ý niệm khác bạn chỉ Thường nghĩ đến câu ai với Đà Phật thôi Vậy thì gọi là tính nguyện niệm Phật bạn có thể sanh cực lạc rồi đó Nên mới nói rằng đới nghiệp bản sanh Là mang nghiệp Là người này còn nghiệp Còn vọng tưởng là còn nghiệp Mà người này chỉ cần tính nguyện Cặn tử nghiệp Ý niệm ai với Đà Phật mạnh Chỉ cần một ý niệm ai với Đà Phật mạnh Thì Đức Phật ấy đã tiếp dẫn Người này còn nghiệp như vậy Nhưng vẫn được tiếp dẫn về thế giới cực lạc Bạn không tin Mới nói là Pháp Đại Thù Thắng nên Pháp này Phật có nói rằng Người phải đủ thiện căn của đức nhân viên Mới tin Pháp này Nếu như bạn càng tu Mà bạn hướng đến cái chỗ như tự lực Nên có những người họ làm chuyện cao xa lắm Tuy họ cũng niệm Phật Mà giết họ làm chuyện như nặng nề lắm vậy đó Nó làm việc như nặng nề lắm vậy đó. Hồi tối có cô kia cô nói Con thích Ngồi niệm Phật cứ tịnh tọa niệm phật vậy thôi những đức nó thôi được rồi vậy thì những đức mời cô tiễn khách mình á, làm sao mà mình phải nhận thức được cái phương pháp của mình tu rồi mình ở nơi đâu mình làm sao hòa thuận được với đại chúng vậy thì sự tu mình mới có kết quả nên quý vị mà có con cháu quý vị dạy con cháu quý vị ông chờ ông sanh ra cái miệng con người nó phải nhảy bén hồi tối có hai cô này những đức gặp hai cô lớn tuổi lắm chứ không phải nhỏ tuổi một cô bốn mươi mấy tuổi một cô cũng gần ba chục tuổi cô bốn mấy tuổi là cô học thức cao lắm những đức thấy cô nói tiếng anh tiếng pháp tiếng miên đen gì quá trời luôn những đức hỏi hai cô một việc. thấy trời ơi, cái cách nói chuyện gì đâu mà nó u ớ u ớ những đức nói trời ơi ủng cái công cha mẹ cô cho con học nhiều chi không biết. Không? Con người nó phải dứt phát, nó phải làm sao mà cái lời nói mình nó mạch lạc, nó mạnh dạng. Nên mình có con cháu mình dạy cho con cháu mình dám ăn, dám nói, dám gói, dám sách. Có nghĩa là con người nó phải mạnh dạng, cái gì cần quyết định là phải quyết định như vậy mới được. Chứ con người lề ai lề ai sao tu hành? Cái pháp môn, tịnh độ tí là dễ nhưng mà dành cho cái người mà dứt phát quyết định có nghĩa là tu cái pháp này là phải quyết tâm. Dù ai nói gì cũng là phải kiên cố tâm vậy mới thành tựu được. Họ ở đây cuộc sống ổn định hết trơn họ tu. Vậy mà khi mình hỏi họ thì họ ủ ớt được rồi. Tiễn bạn luôn. Tại vì sao? Cho nó hiểu được. Nó lúc trước đi lên lên lên, lên 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 lên. Khi bình yên rồi bắt đầu nó muốn mầm mống. Từ nơi đó mình là người lãnh đạo nó phải mạnh mẽ như người làm cha làm mẹ cũng vậy. Đứa con mình nuôi khôn lớn thì mình phải quyết định chứ Nếu đứa con này nó không nghe Thì mình cho nó biết được Cái sự khó khăn cho nó hiểu Chứ nếu mà dung dưỡng nó hoài Không có kết quả gì Nên từ nơi đó đó Mình là người tu hành Mình là người niệm Phật Cái việc gì nó cần giải quyết là phải giải quyết Nó phải mạnh dạng như vậy Cái việc gì cần buông là phải buông Nó nhẹ cái tâm mình chứ đó, nên tất cả hội chúng mà nhớ Cái việc gì cần buông thì mình phải buông đi Thí dụ như cái việc này mình khổ Nó lâu quá rồi Bây giờ mình biết tu rồi mình ngồi mình suy nghĩ Bây giờ cứ khổ việc này hoài sao Bây giờ phải làm sao để không khổ nữa Buông nó xuống đi Tại vì ôm nó ngày xưa giờ khổ quá Buông ra đi Thì hết khổ Phật Pháp là cho chúng ta một cái góc độ là Nhận thức được Để mình buông xuống Thì cái tâm mình hết khổ buông cái tình chấp với quý vị Thí dụ như giờ mình bị lé đi Nó cứ tình chấp vào cái lé này Nó cảm thấy nó mắc cỡ Bây giờ mình khổ với cái lé này lâu quá rồi Bây giờ mình nghe Phật Pháp rồi Bây giờ mình buông cái tâm mà dính mắt cái lé này đi Mình nghĩ có những người người ta mù kìa Còn mình chỉ mới có lé thôi à Lé còn hơn mù chứ Lé con mắt còn thấy đường Còn mù không thấy đường mà Thấy không Mù Bây giờ mình đã mù rồi Nhưng mà mình chưa cục tay cục chứng Bây giờ mình mù Mình còn hơn cái người cục tay cục chân Mà bị mù Rồi bây giờ mình cục hai tay mà mình bị mù Thì bây giờ mình bị mù rồi Cục hai tay còn đỡ cái người cục hai tay hai chân Bây giờ chúng ta mù rồi mà cục hai tay hai chân Thì chúng ta nói Mình được cái thân người này còn có trí ốc Để mà mình tiếp nhận Phật Pháp Tuy mình bị mù cục hai tay hai chân Nhưng mình vẫn còn nghe được Phật Pháp mà Vì mình còn đỡ hơn loài súc sanh có nghĩa là làm sao từng cấp từng cấp mình không bao giờ cảm thấy rằng cuộc đời của mình là đi vào tiêu cực. Vậy thì chắc chắn quý vị sống nó sẽ có một cái tích cực. Con người sống như vậy nó mới đặc biệt. Chứ con người mà làm sao đi vào tiêu cực. Con người sống mà mỗi ngày cứ nặng nề, buông bã. Vì sống chi à? Nên những đức chia sẻ Phật Pháp như đức có nói. Tu học là cái gì không có buông dặn chắc ai hết chứ. Việc gì cần giải quyết thì giải quyết một phát một đi là xong là thôi chúng ta lo tục vậy đó chứ không có nói mà mà chúng ta mà đi buồn dặn trách người ta làm gì? nhưng mà phật pháp nó có một phương tiện về mặt trái mặt phải nó nêu lên để cho cái người tu người ta có cái sự nhận thức quý vị à đó nên tổ sư dạy về trì danh niệm phật có gì đó không đây là đại sư thiện đạo là nhị tổ của tịnh độ tông phật ai Di đà quá thăng Ngài dạy là thơ mặt pháp này dùng trì danh niệm phật là điểm chính nhất mà những đức độc Lời dạy của chư tổ sư phần nhiều điều dạy như vậy quý vị Những đức đọc một đoạn mà Mà lời dạy của vị tổ thứ 12 không đoạn mấy buổi trước chúng ta học Mà bây giờ những đức đọc kế tiếp cho vị nghe nè Có nhà tu thiền hỏi Tất cả các pháp đều như mộng nguyện Khỏi tá bà cố nhiên vẫn huyển Sông cảnh cực lạc cũng là mộng Như thế niệm Phật cầu về cực lạc nào ít chi được Đại sư đáp không phải thấy đâu các bậc Bồ Tát từ đệ thắt địa trở về trước đều tu hành trong Nguyễn mộng đến như bậc đẳng giác vẫn còn ở trong mộng lớn vô minh di có Phật mới là bậc đại giác hoàn toàn thức tỉnh đang lúc còn trong mộng thì cảnh vui cùng khổ vẫn quyển nhiên như thế cam chịu cảnh mộng khổ ta bà sao bằng về hưởng cảnh mộng vui nơi cực lạc phương chi mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng lăn lượt đi đến chỗ chìm mê mộng ở cực lạc là từ mộng ra khỏi mê lăn lượt đến ngôi đại giác cho nên mộng cảnh tuy vẫn đồng mà kết quả ở đôi nơi rất khác xa vì thế phải niệm phật cầu về cực lạc đó, tổ sư dạy đó quý vị nghe bây giờ công đoạn này chúng ta nhắc chỗ này quan trọng này ở cõi ta bà này nó lao theo cái niềm vui ở cõi ta bà này Là mộng đi vào mộng Rồi cuối cùng chúng ta chìm vào mê Là đỏ tam đồ khổ đau Nó lên đên trong tam đồ khổ đau Rồi trong lục đạo lên đên như vậy Nên từ mộng đi vào chìm mê luôn Mộng là chúng ta cứ là xem Cái cõi vui này Một số việc chúng ta dính mắt Chúng ta chấp nhất vào niềm vui này nên lao theo đó như mộng Rồi thành mê Từ mê rồi chìm vào Trong cái lục đạo khổ đau Còn thế giới cực lạc Chúng ta về thế giới cực lạc Thì gần gũi với bậc đại giác Tuy vẫn còn Trong mộng Nhưng chúng ta từ mộng đi đến chỗ đại giác ngộ Thành Phật Nên tổ sư phiên mình Phải niệm Phật cầu sanh cực lạc Tất cả những cái cảnh vui ở thế giới cực lạc Con người sẽ không chấp nhất nặng nề còn tất cả cái niềm vui ở cõi đời này nó không bao nhiêu nhưng con người thích lao vào nó để dính mắt quý vị coi một căn nhà nho nhỏ cắt được một cái dính mắt ai chỉ cần làm chay căn nhà cái là có chuyện lớn đất đai ai chỉ cần lắng ganh một chút thôi là có chuyện lớn đối với mình có khi đổ máu là vì cái gì tình chấp mà xảy ra như vậy vợ của mình ai nhìn cái muốn quýnh người ta mà cuối cùng thì cũng là xa nhau thôi nhiều việc ở thế gian này vì chúng ta tình chấp vào nó mà trở thành mê rồi cuối cùng đọa tám độ ác đạo nhưng phật nói lúc đạo lưng hồi chính pháp giới điều vẫn còn trong mộng nhưng bậc giác ngộ thì từ mộng bước ra khỏi mộng còn phàm phu chúng ta từ mộng đi vào trong mê rồi chim trong sự khổ đau đọa lạc nên chúng ta phải về thế giới cực lạc nó thoát ra khỏi mộng đi đến chỗ đại giác ngộ làm phật nên phật tổ đều nhắc chúng ta nên niệm phật cầu sanh cực lạc từ nơi đó mà chúng ta chấp gì danh hiệu ai với đà phật này phải niệm đến cùng cái tâm của mình phải niệm phật như vậy đó rồi thêm một đoạn tổ sư thứ 12 của tịnh độ tông ngài giảng sanh về thế giới cực lạc chúng ta đọc 13 vị tổ sư của tịnh độ tông vị nào cuối cuộc đời cũng là niệm phật giảng sanh hết quý vị vậy thì cái việc niệm phật giảng sanh là chắc chắn một trăm phần trăm một trăm phần trăm các ngài để tấm gương lại nè nên mình phải nghe như vậy để mà tính tâm tính nguyện để mình kiên cố cái tâm niệm phật của mình không thay đổi dù nghe ai bài xích tịnh độ cỡ nào mình cũng không bao giờ bị dao động tâm phải giữ cái tâm kiên cố như vậy nha quý vị, nhớ đó. Niên hiệu Gia Khánh thứ 15 vào tháng 2, đại sư dự biết ngài Lâm chung chẳng còn bao xa đi từ giả, những người ngoại hộ giảng rằng: "Duyên hư nguyện chẳng bền lâu, giờ sống thừa nên quý tiếc." Các vị hãy cố gắng niệm Phật ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi cõi liên bang đến ngày mùng hai tháng chạp đại sư cảm bệnh nhẹ đang trí tâm niệm phật bỗng thấy có vô số chàng phan từ phương tây bay đến Liền nhìn môn đồ nói cảnh tịnh độ đã hiện ta sắp về tây phương rồi bảo đại chúng lưng phiên chợ niệm sang ngày 17 bảy vào giờ thăng Ngài nói với chúng rằng Hôm qua tôi thấy ba vị đại sĩ Văn thù, quán âm và thế chí Hiện giờ lại được Đức Phật từ thăng Đến tiếp dẫn tôi đi đây Đại chúng nghe nói niệm Phật càng chí thiết Đại sư ngồi thẳng chắp tay hướng về tay Bảo Xưng một câu hồng danh Thấy một phần tướng hảo dứt lờ liền kiết án mà tịch lúc ấy tất cả chúng đều nghe mùi hương lạ ngào ngạt để lộ khám bảy ngày dung sắc đại sư tươi như sống tóc bạc biến thành đen lúc cha tì được hơn một trăm hạt xá lợ lóng lánh đại sư thọ được bảy mươi tăng lập bốn mươi chín quý vị nghe những văn tự này đặc biệt không quý vị đó đến cận tử nghiệp vẫn là xưng danh niệm phật thì nghe rất rõ ràng không cận tử nghiệp vẫn là xưng danh niệm phật đại sư tị hiện mọi người niệm phật lớn lên có nghĩa là xưng danh niệm phật xưng danh thấy không nếu như quý vị ngồi đâu quán như vậy thì văn tự này tổ sư dạy sao từ nơi đó rõ ràng xưng danh Đến cận tử nghiệp Ngài vẫn là xưng danh Xưng một câu hồng danh Đó Xưng một câu hồng danh Thấy một phần tướng hạo Lúc Ngài giảng sanh Ngài nêu rõ ràng Từ nơi đó quý vị thấy Nên cái người mà niệm Phật Mà niệm ra tiếng niệm rõ ràng Một cái đạo tràng mà niệm Phật ra tiếng rõ ràng Quý vị coi người ta đến Rất dễ được thu nhiếp Vì mỗi người là một danh hiệu Phật Khi phát âm lên một cái là nó đồng âm Tự nhiên cái âm vang này nó dao dạt vô cùng Có những người người ta ngồi người ta nghe thôi Mà người ta cũng cảm động rơi nước mắt Vì sao? Vì cái hồng danh Phật hiệu nó lượng 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 Niệm lượng 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 Nên khi quý vị mà nghe người ta niệm Cái số lượng đông người quý vị thấy Nó hưng khởi tâm vô cùng Nên ngày Chủ Nhật nhiều người, người ta đến tu Người ta thấy lợi ích lớn Nên những đức phim mà tất cả những người mà Khi họ tâm tư buồn phiền hay gặp cảnh ngộ gì mà sự việc buồn khổ gì hay bất cứ một cái tôn giáo nào người ta đang gặp cảnh ngộ gì bây giờ mình phiên người ta là không phải tôi kêu quý vị bỏ đạo quý vị nhưng mà cái gì mình học mà mình có thể giải quyết được vấn đề thì quý vị nên rủ người ta đến ngày chủ nhật biết đâu người ta cỡ mở tâm tư người ta được làm sao những người bệnh đau đang bế tắc dẫn người ta đến cho người ta cỡ mở tâm tư người ta còn khi mình đi như vậy những người mang nghiệp phá thai này kia đâu hương linh thai nhi những người trong gia đình Mắt chưa siêu thoát cũng đi theo mình đi đến đây Bây giờ giống như mình hỏi chúng một nơi nào vui thì quý vị rủ nhiều người Vậy chưa hương linh mỗi tuần đi đến đây được hưởng tài thọ thực Được nghe Pháp, được niệm Phật hồi hướng Vậy thì cũng rủ rất nhiều hương linh về đây để tu Nên quý vị biết rằng có rất nhiều nếu mà có niệm Phật Nhiều người chỉ cần có một cái tâm niệm Phật Vì bước vào một cái đạo tràng chuyên niệm Phật nó có một cái từ trường lạ lắm Xin thưa quý vị Những đức đi ra bên ngoài, đi đến qua chùa bên kia những đức chở về chùa hộ pháp này cái từ trường chùa hộ pháp này nó ấm lạ thường cái từ trường bước vào tới cổng thôi nó ấm lạ thường mình biết rồi cái nơi này nó có một cái quy củ mà rõ ràng tương đối không đến hỏi tệ và nhiều người ở đây người ta quyết tâm người ta niệm phật cầu sanh cực lạc nên cái từ trường này bước vào tự nhiên nó ấm áp nó làm cho mình mà gọi là sản phái thấy bình an lắm vị à nó như vậy đó nếu quý vị là người có niệm Phật quý vị sẽ cảm giác được chỗ này Nhưng mấy bữa trước cái anh mà trưởng ban hộ niệm Mấy cái ban hộ niệm luôn Anh dẫn một phái đoàn đi đến đây Tặng cho mình đâu Một số lượng đá mà chữ Nam Mô với Đà Phật Đá non nước Anh nói với mấy chú rằng Trời bước vô đây đi một vòng Cái tự nhiên ám ấm áp mà nó thấy Nó sản phái gì đâu Đó cái người niệm Phật Mà người ta quan hỷ lắm quý vị ơi Quan hỷ lắm nên từ nơi đó mà mình ở đây mà cái tâm mình chỉ cần nó hòa nhập được với đại chúng Nó cảm thấy mình vui vẻ Mình tôn trọng ở đây Thì tức khắc với vị tu con người càng ngày càng phóng khoáng Những Đức nói với vị nghe Bây giờ mình là người tu Mà nó không phóng khoáng mỗi ngày Nó cứ im 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 im, im cái mặt sù sù Những Đức nói rằng Mình bây giờ mình ngoài đời mình Mình cưới nhầm con vợ Mà cứ mặc cái sù 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 rù Nó cứ buồn 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 Thật sự mà nói làm ăn ngóc đầu lên cũng không nổi nữa. Bây giờ quý vị sống với một con người mà mặt nó cứ buồn buồn, buồn sụ sụ, sụ hoài làm sao quý vị sống nổi nên đó, thà nhà người ta nghèo mà vợ chồng người ta cứ mặt tươi vui vậy mà người ta vẫn thích đến nhà mình còn nhà giàu mà cứ mặt nó cứ sù 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 Tới ngày ai mà đến nhà quý vị cũng như những đức mà mặt sù 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 chắc trong đây chắc gạo cũng có nấu luôn á ai mà đi đến đây nó rồi câu có khó chịu ai mà đi đến đây hả quý vị nên từ nơi đó mình tu học làm sao mà mình phải tươi vui chứ nên đó mà những đức thấy chúng trong chùa mà cô nào chú nào mặc sù sụ buồn buồn thì những đức cứ gầy ngay chỗ đó hoài mà không nghe là thế nào nó cũng giọt ra khỏi vị trí này tại vì sao vì mình là người niệm phật pháp môn tịnh độ là pháp môn mà phát diễn phước duyên vậy mà mình mà không có phước viên sao mà mình niệm phật được nó cứ sù sụ sù sụ vậy nó tu đâu có an lạc đâu tướng do tâm sanh mà cái tướng bên ngoài nó cứ sù sụ hoài nghĩa là cái tâm của nó không vui Vậy thì mình giải quyết vấn đề phức cho nó rồi đi Để cho nó đi đến đâu không biết đâu nó đủ duyên nó vui Chứ mình để làm chi để cho nó nặng nề nó làm ảnh hưởng người ta Nên chúng trong chùa mình phần nhiều ai cũng gặp nhau là chắp tay Miệng nở nụ cười vậy là tu được rồi đó Những đức hướng dẫn là như vậy đó Những đức tin chắc 100% Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ Con người chỉ cần có cười là không còn khổ hơn. à Có cười là không có khổ Mà cười vui vẻ nó mới xóa tan khổ đau Chứ con người không biết cười là người này thấy khổ rồi đó Nên quý vị là người niệm Phật á A là vô di đà là lượng Phật là giác A là vô di đà là lượng Phật là thọ A là vô di đà là lượng Phật là trí A là vô di đà là lượng Phật là vui vẻ Chúng ta nên niệm ra cái trí tệ sáng suốt Sống an lạc vui vẻ Không có nặng nề buông trách ai hết trơn à. Vậy thì quý vị niệm Phật tương ưng rồi nè Theo lời của tổ sư thì chắc chắn là quý vị chỉ danh niệm Phật này cả đời không thay đổi Tính nguyện cho chắc chắn Thì chắc chắn là người niệm Phật sẽ giảng sanh hết Hà Phật tử nghe như vậy Vì hứng khởi cái tâm với việc cố gắng niệm Phật Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị Ai Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về tịnh độ.